bài học thì cô đã gửi cho lớp trưởng. Và có thể nói qua rằng là chúng ta sẽ có 7 loại tương tác, trong đó có 3 tương tác là 3 tương tác mà đặc biệt quan trọng hay được ứng dụng trong báo chí. Về khái niệm của môn báo chí, thực ra thì chúng ta cũng có thể hiểu lúc nào một cách là báo chế nghĩa là chúng ta chế biến hoặc là sản xuất ra một dạng thuốc. Thế nhưng mà khái niệm báo chế thì ở đây thì cô cũng muốn giới thiệu các em là nó rộng hơn một chút. Ngoài quá trình pha chế và sản xuất các dạng thuốc đấy thì nó sẽ kèm thêm cả các cơ sở lý luận và kỹ thuật thực hành. Và nhất là đối với báo chế nông dược thì cơ sở lý luận cho việc báo chế này nó sẽ nằm ở trong trong 3 phần. Thứ nhất là thuyết trong ba và học thuyết ấy, học thuyết âm dương, học thuyết tạng tượng và học thuyết âm dương, học thuyết tạng tượng này và học thuyết ngũ hành. Ba học thuyết này thì có thể là nó áp dụng được rất nhiều ở trong quá trình báo chế. Và khái niệm báo chế này nó cũng liên quan một chút nữa là cái nguyên liệu đầu tiên của chúng ta sẽ là các nguyên liệu mà nó có nguồn gốc từ thiên nhiên, có thể là các thảo mộc này, có thể là các động thực vật này, hoặc là đôi khi là một nguyên liệu trung gian trong quá trình sinh tổng hợp. Sau khi mà được sử dụng các kỹ thuật bào chế để bào chế các nguyên liệu từ thiên nhiên này thành các dạng thuốc, thì các dạng thuốc này nó còn kèm theo cả tiêu chuẩn chất lượng và quy cách đóng gói. Cái đặc điểm này nó rất quan trọng bởi vì là đôi khi là chúng ta có nhiều dạng thuốc khác nhau và tiêu chuẩn chất lượng của mỗi dạng thuốc đấy nó khác nhau. Với lại là cách đóng gói của nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình vận chuyển, phân phối hoặc sử dụng. Bởi vì chúng ta đóng gói cách không đúng thì nó sẽ làm giảm cái tác dụng. Ví dụ như là cô có thể nói ví dụ như là chúng ta có viên bao đường chẳng hạn. Nếu như chúng ta đóng gói không tốt hoặc là bảo quản không tốt thì sau một thời gian ngắn nó sẽ bị chảy nước, ẩm mốc, và vì vậy rõ ràng như vậy là cái tiêu chuẩn chất lượng của nó không đạt và nó sẽ không được không thể đưa vào để sử dụng trong việc phòng và chữa bệnh. Tiếp theo là chúng ta sẽ tham khảo một số dạng báo chí hiện tại. Ở trên slide cô đang có các dạng như này: viên nén này, viên năng cứng này, viên năng mềm này, rồi thuốc cúm, thuốc đặc, thuốc kiêm này. Thực ra thì đây là 6 dạng gọi như là cũng không phải gọi là cơ bản nhưng mà nói chung là nó thông dụng. Còn ra thì ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay có rất nhiều dạng thuốc khác nhưng mà cô chỉ giới thiệu qua một số dạng như này gọi là viên nén này, bởi vì là trong cái quá trình sản xuất ấy, thì người ta phải dùng lực để nén các khối bột đấy với nhau nên nó tạo thành viên và vì vậy mà nó có tên là viên nén. Còn dạng thuốc viên năng cứng này nó sẽ gồm hai nửa hình trụ lồng hít vào nhau, và dạng năng cứng này thì chúng ta còn có một tên gọi quen thuộc khác đấy là viên con nhộng. Đối với dạng năng mềm thì là một dạng thuốc mà nó cũng rất là thông dụng, chúng ta thấy giống như là viên dầu cá chẳng hạn hay viên vitamin E chẳng hạn, thì bản chất của nó là một cái lớp vỏ nang gelatin ở phía ngoài và bên trong là một dung dịch, cả một dạng chất lỏng. Thực chất là được bào chế ở dưới dạng chất lỏng, ví dụ như là dầu thuốc này, rồi là siro thuốc này, rồi đến dạng thuốc cốm. Dạng thuốc cốm thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nó có màu sắc rất là sặc sỡ này và hình dạng của nó thì giống như một sợi cốm, vì vậy mà nó có tên là thuốc cốm. Đối với dạng thuốc đặc, gọi là dạng thuốc đặc bởi vì nó sẽ được bào chế có hình thù như nào để chúng ta có thể tiện sử dụng bằng cách là chúng ta sẽ đặt nó vào trong hốc của cơ thể, ví dụ như đặt ở hậu môn này, đặt ở âm đạo này, là chúng ta có cái viên đạn là paracetamol dùng để đặt ở trong hậu môn. Rồi một dạng hiện đại nữa đấy là dạng thuốc tiêm. Ở dạng thuốc tiêm này thì các dược chất của chúng ta sẽ được bào chế một cách trong một môi trường rất là vô khuẩn, bởi vì nó sẽ được tiêm thẳng vào mạch máu.
Thế nhưng mà đối với bào chế thì y học cổ truyền thì thực ra là bào chế là dạng thuốc tiêm rất là ít, bởi vì là cái tiêu chuẩn của nó rất là khó. Chúng ta xem tiếp trong một số dạng bào chế theo y học cổ truyền. Ở đây thì có dạng đầu tiên và dạng cơ bản có từ lâu đời nhất, đấy là dạng thuốc thang. Dạng thuốc thang thì hiện nay vẫn còn được rất là ưa dùng. Rồi đến dạng thuốc hoàn. Thuốc hoàn là một dạng viên mà có hình cầu này và có thể chất cứng, đôi khi nó cũng mềm, ví dụ như viên hoàn mềm chẳng hạn. Rồi dạng thuốc bột này, hay còn gọi là dạng thuốc tán này. Rồi dạng cao thuốc này, ở dạng cao lỏng như là cao ít mẫu đây, thì là nó sẽ có một cái tiêu chuẩn quy định, đấy là 1 ml cao lỏng thì sẽ tương ứng với 1 mg của dược liệu. Rồi dạng rượu thuốc cũng là một dạng mà có thể nói là rất thông dụng đối với dân gian chúng ta. Chúng ta thấy là hầu như nhà nào cũng có bình ngập rượu thuốc như này. Nó có thể nói là rất là thông dụng và thường như là dân gian có thể làm được, không cần phải ít khi mà cần phải qua học một lớp mà, ví dụ như là về kỹ thuật bào chế như chúng ta, đúng không? Về nội dung nghiên cứu của bào chế hiện đại thì nó khác với nội dung nghiên cứu của bào chế y học cổ truyền. Ở bào chế hiện đại thì có 3 phần mà cần đến nghiên cứu, đấy là thành nghiên cứu thành phần công thức. Tại sao lại phải nghiên cứu thành phần công thức? Bởi vì là có thể là từ một dược chất chúng ta phải tìm thêm các tá dược để như nào là cho nó, để chúng ta có thể đóng gói thành một dạng, để có thể bào chế thành một dạng bào chế. Ví dụ như là nếu như chúng ta bào chế viên nén thì chúng ta phải thêm các tá dược độn vào để cho nó tăng thể tích lên và có thể là làm thành một viên được. Rồi nội dung thứ hai là nghiên cứu quy trình bào chế này thì nó liên quan đến máy móc này, liên quan đến thiết bị sử dụng này, và cũng liên quan đến các tá dược hay là dược chất của chúng ta. Rồi nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu về kỹ thuật kiểm nghiệm và bảo quản. Sau khi mà cô xin lỗi, là trước khi mà chúng ta nghiên cứu dạng bào chế thì chúng ta cũng cần phải nắm được kỹ thuật kiểm nghiệm, định lượng, định tính của hoạt chất ở trong cái dạng thuốc đấy. Rồi ngoài ra cả cái quá trình bảo quản ở nhiệt độ hay là phương thức bảo quản như nào là hợp lý nhất, giống như là cô vừa nói lúc nãy, cô cho ví dụ lúc nãy. Và sau khi tất cả nghiên cứu tất cả những cái này xong thì chúng ta sẽ có cái dạng bào chế mà nó thỏa mãn cái tiêu chuẩn chất lượng và thỏa mãn về cái thị hiếu đưa ra ngoài thị trường. Về nội dung bào chế theo y học cổ truyền thì nó hơi khác một chút. Ngoài các dạng bào chế mà chúng ta thấy là đưa thị trường rất thông dụng như là viên nang, rồi viên nén, rồi cao lỏng mà chúng ta mà cô đã giới thiệu ở trên, thì còn có một phần rất là quan trọng, đấy là phần chế biến các vị thuốc. Ở đây thì các vị thuốc này còn gọi là các vị thuốc chín, tức là nó sẽ bắt nguồn, nó sẽ có nguồn gốc từ các nguyên liệu trong thiên nhiên, hay là còn chúng ta còn gọi là các dược liệu, và trong quá trình chế biến thì nó sẽ đã chuyển thành các vị thuốc mà có thể sử dụng trực tiếp cho việc điều trị hoặc là phòng bệnh cho người bệnh. Và các vị thuốc này sẽ gọi là vị thuốc chín. Quá trình chế biến thì sẽ bao gồm các phương pháp hóa chế, thủy chế hay là thủy hỏa hợp chế. Và đặc điểm của ba phương pháp đấy là nó sẽ có ba phần như này: nước, lửa hoặc là phụ liệu. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang đến phần mục đích bào chế. Ở phần mục đích này thì chúng ta sẽ nắm được là khi mà trong quá trình bào chế thì chúng ta đã đưa vị thuốc nhằm mục đích gì. Thì khi chế biến vị thuốc như vậy thì mục đích đầu tiên mà cô giới thiệu đấy là bào chế sẽ làm sạch dược liệu, tức là làm cho dược liệu sạch hơn đấy. Bởi vì là trong quá trình đầu tiên là quá trình sơ chế thì là chúng ta cũng phải trải qua công đoạn là rửa. Và trong công đoạn sơ chế hay là rửa qua như này thì nó đã loại bỏ được các tạp chất vô cơ và hữu cơ có trong các vị thuốc. Quá trình loại bỏ đấy thì có thể là chúng ta trong quá trình chúng ta rửa dược liệu này,
hoặc là đôi khi với một số dữ liệu của chúng ta phải dùng bàn chải để chải, mục đích là làm sạch hơn, làm sạch các nấm mốc hoặc là các đất đá bám ở trên bề mặt dữ liệu. Ví dụ như chúng ta trong quá trình mà chế biến hoành sơn ấy, hoặc là khi mà chúng ta sơ chế hoành sơn xong rồi trong quá trình sử dụng ấy, thì chúng ta cần phải rửa lại, thì chúng ta dùng bàn chải để chải, bởi vì là hoành sơn là bị thuốc và nó rất dễ bị nấm mốc. Rồi đối với một số dược liệu ví dụ như thảo quấn minh hay là cúc hoa thì chúng ta sẽ phải lựa chọn đến một phần, ví dụ thảo quấn minh sẽ lựa chọn đến phần hạt chẳng hạn, và khi mà thu hái thì nó sẽ còn lẫn với lá với cành, và chúng ta sẽ dùng động tác gọi là sàng sấy, như là chúng ta sàng thóc ấy, để loại bỏ các tạp chất, và chúng ta sẽ lựa chọn được cái bộ phận là hạt. Rồi quá trình bào chế cũng bao gồm các công đoạn là phơi này, là sấy, là đồ này, và tất cả những quá trình đấy thì nó sẽ giúp cho việc mà làm cho dược liệu sạch hơn. Rồi trong quá trình làm sạch dược liệu đấy thì nó bao gồm cả việc loại bỏ các bộ phận không có tác dụng. Trong đó thì có một số vị như là vị mạch môn thì sẽ bỏ lõi đi, bởi vì là lõi của mạch môn thì nó gây ra một chứng gọi là chứng phiền, và theo tài liệu cũ ghi như vậy, và khi mà sơ chế mạch môn người ta sẽ bỏ lõi mạch môn đi. Một số vị cũng bỏ lõi, ví dụ như là bách bộ này cũng là vị thuốc mà khi sơ chế thì cần phải bỏ lõi. Rồi đối với ve sầu thì phải bỏ đầu và chân. Với vị kim anh thì sẽ bỏ hạt, và chúng ta nhớ lại một chút là kim anh là vị thuốc mà thuộc họ hoa hồng, và hạt của nó thì mới chính là quả thật, còn lại thực ra bộ phận dùng của chúng ta nên là phần đế, tức là phần quả già. Rồi đối với vị tăng bạch bì thì là có nguồn gốc là rễ của cây dâu, thì khi sử dụng vị thuốc này người ta sẽ cạo bỏ cái phần vỏ đỏ bên ngoài với mục đích là nó là làm cho vị thuốc có màu trắng. Và nguyên nhân của cái việc cạo bỏ vỏ này để cho vị thuốc có màu trắng này là để làm tăng tính quy kinh phế cho vị thuốc. Màu trắng thì sẽ quy vào kinh kim, và kinh kim thì thuộc và hành kim thì thuộc tạng phế, và vì vậy mà khi mà tăng bởi vì được cạo bỏ vỏ này thì nó sẽ tăng tác dụng khi vào kinh phế, và như vậy tác dụng mà chữa ho của nó sẽ tốt hơn. Rồi với vị phụ tử thì người ta sẽ bỏ bớt các rễ con với nhằm mục đích là nó sẽ khỏi cho nó giảm nhẹ cho khối lượng của dược liệu. Một phần tiếp theo ở trong quá trình làm sạch dược liệu đấy là cần phải tách riêng các bộ phận mà có tác dụng khác nhau ra khỏi nhau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là đôi khi trên cùng một dược liệu chúng ta sẽ thấy là các bộ phận mà khác nhau sẽ cho tác dụng khác nhau. Ví dụ như là trên một cây ma hoàng chẳng hạn, có cả phần rễ và phần thân. Nếu như phần rễ có tác dụng chỉ hãn, tức là cầm ra mồ hôi đấy, thì phần thân lại có tác dụng ngược lại, phát hãn. Vì vậy mà trong các trường hợp như là cảm cúm này, rồi ho này, khó thở đấy, thì người ta sẽ sử dụng phần thân, còn phần rễ rất ít khi sử dụng. Một ví dụ nữa là vị thuốc là cây thuốc Trắc Bích Diệp này, lá của nó thì có tác dụng cầm máu, và hạt của nó thì có tác dụng hoàn toàn khác, có tác dụng an thần. Rồi cây câu kỳ cũng phần vỏ rễ là vị thuốc gọi là địa cốt bì, và nó là địa cốt bì là vị thuốc nằm trong nhóm thuốc thanh nhiệt lương huyết, và thanh nhiệt lương huyết thì nó có tác dụng chủ yếu là lương huyết. Trong này thì chủ yếu là chữa bệnh ho ra máu. Còn phần quả của nó thì chúng ta đều biết là chúng ta hay gọi là câu kỳ đấy, thì nó có tác dụng bổ huyết. Ở trong phần làm sạch vị thuốc này thì cũng có một ý nhỏ nữa, đấy là một số vị thuốc mà có nguồn gốc từ khoáng vật, khi mà người ta sử dụng phương pháp mà
chế xương là trong quá trình bào chế đấy, tức là sử dụng phương pháp chế xương thì nó sẽ làm cho để làm cho thuốc được tinh khiết hơn. Ví dụ như là chế lưu huỳnh, người ta sẽ sử dụng phương pháp mà chế xương bằng cách là người ta sẽ dùng hai cái bát úp vào nhau này, bát nhỏ thì úp lên trên, bát to úp xuống dưới. Ở dưới thì người ta sẽ đốt lửa và phần lưu huỳnh tinh khiết nó sẽ thăng hoa lên phía trên. Sau đó thì người ta sẽ cạo cái phần ở phía trên thì sẽ thu được lưu huỳnh tinh khiết. Như vậy một vị thuốc mà có thể gọi là thuốc sạch đảm bảo an toàn thực phẩm thì nó có thể nói là nó đã đáp ứng được một số thứ chất như này. Thứ nhất là không chứa tạp chất vô cơ hữu cơ, và điểm thứ hai là sẽ không vượt quá các tiêu chuẩn cho phép về một số yếu tố như là nấm mốc này, về chất tồn dư thực vật này, về kim loại nặng này, về hóa chất độc hại này, vi sinh vật muối một. Và một điểm cũng vô cùng quan trọng đối với vị thuốc sạch này đấy là đúng bộ phận dùng, tức là chúng ta sẽ lựa chọn đúng với bộ phận mà đúng bộ phận của vị thuốc để nhằm sử dụng đúng mục đích bào chế. Mục đích thứ hai đấy là phân chia vị thuốc đến kích thước hợp lý. Khi phân chia vị thuốc đến kích thước L không được. Kích thước hợp lý này thì có 3 dạng kích thước mà chúng ta hay sử dụng, đấy là dạng phiến. Dạng phiến này là dạng thuốc mà hay được sử dụng nhất. Ngoài ra thì vị thuốc còn có thể phân chia ở dưới dạng bột. Chúng ta thấy đây là dạng bột này. Ngoài dạng bột này thì ngoài mà sử dụng trực tiếp vào dạng bột, ví dụ như chúng ta thấy có bột nghệ này rồi bột tam thất này, thì dạng bột này có thể làm trung gian để sử dụng cho các dạng thuốc khác. Và một dạng mà cũng ít được khi sử dụng đấy là dạng khúc. Dạng khúc là một dạng mà người ta tạo thành nó có hình bánh. Và những thuốc bào chế dạng khúc này thì đa số là có tác dụng tiêu đạo. Trong việc mà chế biến vị thuốc trong cái việc phân chia vị thuốc đến kích thước hợp lý này thì nó cũng có một cái mục đích nữa là tạo vị thế hàng hóa đặc biệt cho vị thuốc, bởi vì là nó làm cho vị thuốc đẹp hơn. Ví dụ như chúng ta thấy là dạng phiến thì nó sẽ đẹp hơn nhiều so với dạng gốc cây hay rễ cây xù xì. Rồi ngoài ra thì cũng có một điểm mà chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng tránh được tác dụng bất lợi và gia tăng tác dụng có lợi cho vị thuốc. Bởi vì trong quá trình chế biến, trong quá trình mà phân chia vị thuốc ấy, thì sẽ phải có cái giai đoạn là chế biến vị thuốc trước rồi sau đó phân chia sau, vì vậy mà nó lại giảm được cái tác dụng bất lợi và gia tăng tác dụng có lợi cho vị thuốc. Mục đích thứ ba ở trong phần mục đích bào chế này đấy là chế biến thì sẽ tạo được tác dụng chữa bệnh mới cho vị thuốc. Sau khi trải qua quá trình chế biến thì vị thuốc sẽ được thay đổi tính vị, tức là tính vị nó chuyển sang một dạng khác. Ví dụ như là có từ tính hàn chuyển sang tính ấm này, rồi từ vị đắng chuyển sang là vị ngọt này. Và vì thay đổi tính vị như này cho nên nó đã thay đổi tác dụng của vị thuốc hoàn toàn thành một tác dụng mới. Đây là một ví dụ cho việc tạo tác dụng chữa bệnh mới cho vị thuốc. Vị xài hồ khi còn sống thì nó có tác dụng thăng đề. Xài hồ làm vị thuốc và nằm trong nhóm thuốc giải biểu, và tác dụng thăng đề của nó thì hay được sử dụng ở trong trong việc như là chữa cảm cúm này, hoặc là nó được phối hợp ở trong bài bổ sung ích khí, chữa các chứng xa dáng ở trong cơ thể. Nhưng mà sau khi mà chế biến hay xài hồ với giấm thì tác dụng của nó lại chuyển sang tác dụng dáng, và tác dụng dáng đấy thì ở đây sẽ
giảm đau tức hai bên mạng sườn, rồi giảm đau bụng kinh. Một ví dụ nữa cho việc chế biến vị thuốc sẽ tạo tác dụng chữa bệnh mới, đấy là giữa vị sinh địa và thủ địa. Nếu như vị sinh địa là một vị thuốc mà nó có vị đắng, tính hàn, một số tài liệu sẽ ghi là tính lương, và nằm trong nhóm thanh nhiệt lương huyết, thì sau khi chế biến nó đã trở thành vị thuộc địa. Thuộc địa lúc đấy có tính vị hoàn toàn khác với sinh địa, nó có vị ngọt và tính ấm, và tác dụng của nó lúc đấy cũng khác, nó sẽ chuyển thành vị thuốc mà có tác dụng bổ âm, bổ huyết. Mục đích thứ tư ở trong quá trình bào chế này là nó tăng hiệu lực chữa bệnh cho vị thuốc. Và để tăng hiệu lực chữa bệnh cho vị thuốc này thì thường người ta sẽ chế biến vị thuốc theo ứng dụng của thuyết ngữ hành, hoặc là chế biến vị thuốc hiệp đồng tác dụng với một số phụ liệu khác, hoặc là hiệp đồng tác dụng với phương pháp bào chế. Để áp dụng ngũ hành thì người ta sẽ chế biến vị thuốc làm như nào để cho nó được tăng tính quy kinh và tăng tác dụng ở vị thuốc, bằng cách là quy nạp ngũ hành có màu sắc và mùi vị của vị thuốc nó tương ứng với hành tác dụng. Và đặc biệt ở trong này thì cũng có một điều chúng ta cần lưu ý, đấy là khi chế biến này thì nó chỉ làm tăng tác dụng mà quy kinh của vị thuốc sẵn có, và nó không thể không chúng ta không thể chế biến để nó tác dụng sang một tạng khác được. Ví dụ như bạch chuột thì quy kinh tỳ vị, thì chúng ta khi chế biến chúng ta thì cũng mục đích chế biến của chúng ta làm tăng tác dụng kiện tỳ vị cho bạch chuột, và chúng ta không thể chế biến được nó chuyển sang một trạng thái khác là bổ can thận. Và để áp dụng quy luật ngũ hành này thì có thể người ta sẽ chế biến vị thuốc với phụ liệu làm thế nào để nó hiệp đồng tác dụng vị thuốc với phụ liệu và quy vào màu sắc của một vị tương ứng. Rồi trong quá trình chế biến này thì cũng có một số vị thuốc mà nó được tăng tác dụng bởi vì nó làm tăng khả năng giải phóng vị thuốc, giải phóng hoạt chất ra khỏi vị thuốc. Ví dụ như là áp dụng quy luật ngũ hành ở vị thuốc để tăng tác dụng quy kinh và tỳ vị, thì người ta sẽ chế biến vị thuốc có màu vàng, mùi thơm hoặc là vị ngọt. Và các phương pháp chế biến cô đã liệt kê ở đây để tăng màu vàng, mùi thơm thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp sao vàng, sao cám hoặc là sao hoàng thổ, bích thổ. Còn tăng vị ngọt, làm cho vị thuốc có vị ngọt để tăng tác dụng quy và kinh tỳ vị, thì người ta sẽ sử dụng các phương pháp như là chích mật này, chích với đường, chích với cam thảo. Những phương pháp chích này làm cho vị thuốc có vị ngọt hơn và nó cũng tăng thêm mùi thơm. Đây chúng ta xem ví dụ một số vị thuốc mà được chế biến để tăng tác dụng quy kinh tỳ vị. Đấy là bạch chuột này được sao với cám này. Sau khi sao cám xong thì vị thuốc sẽ có mùi thơm của cám. Rồi hoài sơn sao vàng là sau khi sao vàng xong thì vị thuốc cũng có hơi chuyển sang màu vàng và nó cũng làm cho vị thuốc thơm hơn. Rồi vị hoàng kỳ sẽ làm cho vị sẽ được sử dụng phương pháp chích mật làm cho vị thuốc có vị ngọt màu vàng. Một ví dụ nữa tương tự như thế là để tăng tác dụng ở thận và bàng quang, thì người ta sẽ chế biến vị thuốc có màu đen hoặc là vị mặn. Và phương pháp chế biến vị thuốc để tăng tác dụng của ở thận và bàng quang, đấy là các phương pháp như là sao đen, sao cháy này, hoặc là chích với nước độ đen thì sẽ làm tăng màu đen cho vị thuốc, hoặc là sử dụng muối làm phụ liệu thì vị thuốc lúc đấy sẽ được tăng độ mặn. Đây chúng ta xem hình ảnh một số vị thuốc mà được chế biến. Hà thủ ô chế với đậu đen tăng tính quy kinh thận này, ba kích chế muối này cũng tăng tính quy kinh thận này, chắc với việc sao cháy thì nó sẽ làm tăng tác dụng cầm máu cho vị thuốc. Tương tự như vậy để tăng tác dụng vị thuốc ở tâm thì chúng ta sẽ chế biến vị thuốc có vị đắng và màu đỏ. Và phụ liệu hay dùng để tăng tác dụng vị thuốc ở tâm ở đây là đồng tiện. Ví dụ như là sẽ chế hương phụ với đồng tiện. Rồi tương tự như vậy để tăng tác dụng của thuốc ở can đờm thì sẽ chế vị thuốc có vị chua và màu xanh, và phụ liệu ưu tiên ở đây sẽ là giấm.
Một cách thứ hai để tăng hiệu lực chữa bệnh cho vị thuốc thì có thể là sẽ hiệp đồng, sẽ chế biến một cách hiệp đồng tác dụng của vị thuốc với phụ liệu. Ví dụ như là sẽ dùng phụ liệu gừng, cam thảo để chế biến ban hạ thì đã làm thay đổi tác dụng của ban hạ. Lúc đấy ban hạ từ việc gây nôn, gây ho sẽ chuyển sang vị thuốc mà có tác dụng chữa nôn và chữa ho. Rồi trong quá trình chế biến thì một số phương pháp chế biến nó sẽ làm giảm độ bền cơ học. Ví dụ như là khi chế biến vỏ sò Thạch Quyết Minh đấy, người ta sẽ sử dụng phương pháp tôi giấm, tức là nung vỏ sò lên rồi là nhúng vào giấm, và quá trình này nó sẽ làm giảm độ bền cơ học của vỏ sò, làm vỏ sò mềm hơn và chúng ta có thể nghiền thành bột được. Mục đích thứ năm ở trong quá trình chế biến là giảm độc tính và giảm tác dụng không mong muốn của vị thuốc. Độc tính của vị thuốc thì có thể chia làm hai loại, đấy là độc tính gây nguy hiểm đến cho tính mạng, tức là có thể gây chết người. Ví dụ như là một số vị dược liệu như là phụ tử, hoàng nàm và mã tiền. Và loại độc tính thứ hai là độc tính gây kích thích ứng, nghĩa là nó sẽ là gây ra một số tác dụng phụ, ví dụ như là bán hạ, nam tinh hay là giấy. Những vị thuốc này thì nó sẽ có thể là nó ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nó gây khó chịu, ví dụ nó gây ngứa, gây nôn, gây ho chẳng hạn. Khi mà chế biến vị thuốc ấy, thì cái việc mà làm giảm bớt độc tính hay là giảm tác dụng phụ của vị thuốc thì đấy là một mục đích gọi là rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giảm được cái mức độ mà gây nguy hiểm đến tính mạng cho người sử dụng. Và thứ hai là nó sẽ làm cho vị thuốc không gây kích ứng nữa, không ảnh hưởng đến, không làm cho người bệnh uống vào cảm thấy khó chịu. Để làm giảm bớt độc tính thì người ta có thể dùng phương pháp hỏa chế, tức là sử dụng phương pháp mà chỉ dùng lửa. Ví dụ như chúng ta có thể sao ở nhiệt độ cao, và nhiệt độ cao ở đây là hơn 200 độ. Và để sao ở nhiệt độ cao hơn 200 độ này thì người ta sẽ áp dụng phương pháp sao với cát hoặc là sao đen. Ví dụ như là mã tiền sao với cát, khi sao cát thì nhiệt độ nó khoảng phải đến 250 đến 300 độ, và như vậy là cái mã tiền sau khi sao thì nó sẽ được giảm độc tính, chuyển sang giảm độc. Hoặc là vị ba đậu cũng vậy, sau khi sao thì sẽ gọi là ba đậu xương và độ độc của nó giảm đi. Rồi có thể giảm độc qua phương pháp thủy chế, nghĩa là dùng nước và phụ liệu. Trong quá trình ngâm với nước hoặc là chế biến với phụ liệu bằng phương pháp thủy chế thì các chất độc ở trong dược liệu nó sẽ được hòa tan trong nước hoặc trong phụ liệu, hoặc là quá trình sẽ nó sẽ tạo ra một quá trình thủy phân. Ví dụ như chúng ta khi chúng ta ngâm ô đầu ở trong một cái dung dịch gọi là nước đảm ba, tức là dung dịch gồm có magie clorua với natri clorua đấy, thì aconitin ở trong ô đầu nó sẽ bị thủy phân thành aconin, và vì vậy độ độc của nó giảm đi rất nhiều, có thể giảm đi hàng trăm lần so với trước. Rồi giảm độc cũng có thể sử dụng phương pháp thủy hòa hợp chế, nghĩa là vừa sử dụng đến nhiệt độ vừa sử dụng đến phụ liệu ở trong quá trình bào chế. Một số phụ liệu giảm độc cô đã liệt kê ở đây: cam thảo, đậu đen, đậu xanh này, margaric này, tức là nước đảm ba mà cô vừa giới thiệu lúc nãy. Rồi ngoài ra người ta có thể là sử dụng một số phụ liệu khác để giảm ngứa như trong chế biến ban hạ, đấy là nước vôi, nước cho bếp, nước gừng, nước phèn chua, nước vo gạo này. Rồi có thể là một số phụ liệu mà nó giảm bớt lượng tannin, anthraquinone, và vì vậy mà nó sẽ giảm đi cái mức độ táo bón, như là sử dụng nước vo gạo hay là mật ong trong chế biến hạt thủ ô. Mục đích thứ sáu ở trong quá trình chế biến đấy là thay đổi tính vị của vị thuốc. Trong quá trình chế biến thì thông qua cái phương pháp chế biến thì có thể vị thuốc sẽ tăng thêm tính ấm và giảm tính hàn. Ví dụ như là vị thuốc sinh địa và thuộc địa, lúc nãy mà ở trong lúc đầu cô mới nói, cô có giới thiệu thì sinh địa sau khi chế biến thì nó tạo ra thuộc địa, và đấy là thuộc địa thì nó có tính ôn, tức là nó cùng có nguồn gốc là cây địa hoàng, thế nhưng có tính chất khác hẳn nhau.
Và vì vậy mà phương pháp bào chế nó đã làm tăng thêm tính ấm và giảm thêm tính hàn cho vị thuốc bằng cách là sử dụng các phương pháp mà nó ra thêm nhiệt, như là phương pháp hòa chế, thủy hòa hợp chế này, và sử dụng thêm các phụ liệu mà có tính ôn. Rồi quá trình bào chế nó cũng giảm tính đại nhiệt đại hàn của vị thuốc bằng các phương pháp mà thủy chế mà cô vừa giới thiệu lúc nãy, tức là ngâm trong dịch nước bọ gạo, nước cam thảo, thì các thành phần mà nó gây tính đại nhiệt đại hàn nó sẽ được hòa tan ở trong cái dịch nước. Quá trình bào chế còn làm thay đổi dạng dùng cho vị thuốc. Ở đây có nghĩa là một số vị thuốc mà khi mà dùng sống ấy, thì chỉ dùng ngoài thôi, còn sau khi chế biến thì sẽ được dùng trong. Ví dụ như vị bán hạ khi sống thì dùng ngoài bằng cách là người ta sẽ giã nát và đắp lên chỗ bị rắn cắn. Còn sau khi chế biến thành bán hạ chế thì lúc đấy nó sẽ trở thành một vị thuốc mà có thể chống nôn, chống ho rất là tốt. Đặc biệt là sử dụng cho phụ nữ có thai mà khi có thai ôm nghén gây nôn. Rồi một số nguyên liệu mà sau khi chế biến thì mới được sử dụng làm thuốc. Ví dụ như là vị tóc rối này hay là xuyên dân giáp. Trước khi chế biến thì nó có cái thể chất rất là cứng chắc. Như vị tóc rối thì thường chỉ dùng ngoài để đánh cảm. Còn sau khi mà nung tồn tính thì nó sẽ được sử dụng để uống, có tác dụng là cầm máu. Với vị xuyên dân giáp thì trước khi bào chế, tức là nó là xuyên dân giáp là một vị thuốc mà nó có nguồn gốc từ vẩy TT, và vì nó là vẩy TT cho nên là nó có thể chất rất là cứng chắc. Trước khi bào chế thì nó không thể chúng ta không thể sử dụng nó để làm cái gì được cả, nhưng nếu chúng ta sao với cát xong thì xuyên dân giáp này nó sẽ phồng lên và nó sẽ các liên kết của nó sẽ được phá vỡ và nó và chúng ta thể nghiền thành bột, và bột này chữa hoạt huyết, sử dụng để hoạt huyết rất là tốt. Mục đích thứ 8 trong quá trình bảo quản thuốc đấy là trong quá trình bào chế thuốc đấy là nó có tăng tác dụng bảo quản cho vị thuốc, bởi vì trong quá trình bào chế nó làm mất hoạt tính của các men, mà các men này thì phá hủy các hoạt chất ở trong thuốc. Ví dụ như chúng ta có vị thuốc là vị hoè hoa, và vị thuốc hoè hoa này khi mà thu hái về thì nó có một cái men và nó phân hủy cái hoạt chất lutein ở trong hoè hoa. Vì vậy nếu chúng ta không sử dụng bào chế bằng cách và sao qua thì các men này sẽ phá hủy hoạt chất của hoè hoa và nó làm giảm tác dụng của hoè hoa. Rồi ngoài ra trong quá trình bào chế thì nó sẽ là diệt nấm mốc, làm giảm độ ẩm cho vị thuốc, và vì vậy mà nó tác dụng bảo quản vị thuốc là tốt hơn. Ngoài ra thì nó còn làm giảm một số thành phần mà nó dễ gây nấm mốc, như là các thành phần pectin, chất nhầy, chất nguyên sinh, chất đường và chất tinh bột. Đây chúng ta sẽ tham khảo tiêu chuẩn chất lượng của thuốc chín, đây sẽ có cái tiêu chuẩn về kích thước này, về màu sắc, mùi vị và về tỷ lệ vụn nát. Rồi ngoài ra có tiêu chuẩn về độ ẩm hoặc là tiêu chuẩn kiểm nghiệm hóa học. Và những vị thuốc và mỗi vị thuốc thì sẽ có một tiêu chuẩn chất lượng riêng. Phần thứ hai ở trong bài đại đại cương này là chúng ta sẽ xem một số 7 trường hợp tương tác của các dược liệu nó liên quan đến bào chế. 7 tương tác đó bao gồm có tương tác thứ nhất là đơn hành, nghĩa là chỉ dùng đơn độc một vị thuốc nhưng nó cũng có cho tác dụng rất là tốt. Ví dụ như là bài độc xâm thang chỉ có mỗi một vị là vị nhân sâm nhưng mà nó cũng cho tác dụng rất là tốt. Rồi tương tác thứ hai là tương sát, nghĩa là có tác dụng giải độc. Ví dụ như là phòng phong thì giải độc thạch tín, đậu xanh giải trị độc của bá đậu. Tương tác thứ ba là tương ố, nghĩa là làm bất hiệu lực của nhau. Tương tác thứ tư là tương phản, nghĩa là gây tác dụng độc thêm. Và các tương tác này thì thường là phải tránh ở trong quá trình bào chế.
và chúng ta sẽ có ba tương tác hay sử dụng nhất trong quá trình bào chế, đấy là tương tu, tương xử và tương úy. Trong đó thì tương tu và tương xử đều có tác dụng hiệp đồng, nghĩa là nó phối hợp với nhau làm tăng tác dụng. Chỉ khác nhau ở chỗ là tương tu thì là sẽ hiệp đồng giữa vị thuốc, hai vị thuốc với nhau, hoặc là vị thuốc với phụ liệu có cùng tính vị. Còn tương xử thì là tác dụng hiệp đồng của hai vị thuốc hoặc là vị thuốc với phụ liệu mà có tính vị khác nhau. Và một tương tác nữa là tăng uy, tương úy, nghĩa là vị thuốc này thì ức chế độc tính của vị thuốc kia. Ví dụ như là chúng ta sẽ có nghe có câu là bán hạ úy sinh khương, nghĩa là sinh khương thì nó sẽ làm giúp cho việc là làm ức chế độc tính của bán hạ, và nó giúp cho bán hạ giảm bớt tác dụng phụ. Và chính vì vậy mà khi bào chế bán hạ thì người ta hay sử dụng gừng. Và đây chúng ta sẽ nhớ lại ba tương tác này: tương tu, tương xử và tương úy. Và đấy là phần đầu tiên, và cô giới thiệu là phần đại cương. Chúng ta sẽ có khoảng gần 20 phụ liệu. Phụ liệu thứ nhất là rượu. Ở đây trên cái slide cô đề là rượu gạo thì thực ra là cũng chưa chính xác lắm, có thể chế biến từ một số ngũ cốc khác như là ngô hay khoai hay là sắn. Và trong thành phần của rượu thì chúng ta đều biết là nó sẽ có alcoholic, nghĩa là C2H5OH, ngoài ra thì còn có một số chất thơm, và nó có công năng là thông huyết mạch, tán thấp, khô phong. Trong khi mà sử dụng rượu làm phụ liệu trong chế biến thì nó sẽ làm tăng tính ấm và giảm bớt tính hàn cho vị thuốc. Ngoài ra thì bản thân rượu nó cũng có tính tăng đề, và khi chế biến với vị thuốc thì nó sẽ làm tăng các tác dụng của việc dẫn thuốc lên thượng tiêu hoặc là ra ngoài bì phổi. Ngoài ra nó tác dụng bảo quản cho vị thuốc. Như vậy thì một số dược liệu mà sử dụng rượu làm phụ liệu, đấy là một số dược liệu nằm trong gói năm thuốc mà có tác dụng thăng dương khí, như là thăng mao và xài hồ. Và ở đây một điểm cũng cần lưu ý là đây, các em nhìn thấy là cô đang nói là một số dược liệu tiểu chế, tức là phương pháp chế biến với rượu thì sẽ gọi là tiểu chế nhá. Và vì có tăng thêm tính ấm cho vị thuốc cho nên là nó sẽ được áp dụng với các nhóm thuốc, các vị thuốc mà có tính hàn. Ví dụ như là hoàng liên và hoàng cầm là các vị thuốc nằm trong nhóm thuốc là thanh nhiệt, có tính hàn. Rồi các vị thuốc bổ. Tại khi mà dùng phương pháp tiểu chế thì nó sẽ làm cho các vị thuốc này nó có mùi thơm và tăng thêm tính ôn, và vì vậy mà nó tăng thêm tác dụng bổ dưỡng và cho các vị thuốc bổ. Đây chúng ta xem bảng phân tích của hai vị thuốc là xài hồ và thăng ma. Xài hồ và thăng ma là hai vị thuốc mà nằm trong nhóm thuốc giải biểu. Tuy nhiên thì nó cũng lại có một tác dụng đấy là tăng cái tính thăng dương khí, và vì vậy mà nó có thể mà người ta đã áp dụng nó trong bài thuốc bổ trung ích khí, chữa cho một số trường hợp mà cơ thể bị xa giáng như là xa tử cung này, xa ruột này, rồi xa trực tràng này, phối hợp với một số thuốc bổ khí khác. Sau khi chế biến với rượu thì nó sẽ được tăng tính thăng dương khí, và vì vậy mà cái tác dụng mà thăng khí của nó tốt hơn. Phụ liệu thứ hai là gừng. Và để sử dụng làm phụ liệu ở đây thì người ta sẽ sử dụng gừng tươi. Trong thành phần của gừng thì ngoài tinh dầu, chất cay thì còn có chất nhựa và tinh bột. Và khi mà sử dụng gừng làm phụ liệu, tức là người ta sẽ gọi là phương pháp khương chế, nó sẽ gừng sẽ hiệp đồng tác dụng với vị thuốc, và nó sẽ làm tăng tác dụng chỉ nôn, chỉ ho cho một số vị thuốc mà nó có tác dụng chữa hô, ho, chữa nôn, rồi giảm tính hàn và tăng tính ấm cho vị thuốc, đặc biệt là các vị thuốc mà bổ âm, có nhiều tân dịch, vì vậy mà nó gây ra nên trệ. Rồi nó cũng làm tăng tác dụng phát tán thuốc,
Và trong một số trường hợp thì bản thân gừng cũng là một vị thuốc mà nó có tác dụng là giảm ngứa. Đối với một số trường hợp mà thay đổi thời tiết mà ngứa mẩn đỏ dị ứng thì đôi khi là uống nước gừng cũng làm được giảm được tác dụng đấy. Gừng có vị cay tinh ôn và khuya ba kinh là tỳ vị và phế. Các vị thuốc mà được chế với gừng đấy là các vị thuốc có tác dụng chữa ho, các vị thuốc có tính hàn, vì nó sẽ khi mà chế với gừng thì nó sẽ làm giảm bớt tính hàn. Rồi các vị thuốc mà gây nên trệ khi chế với gừng nó cũng giảm bớt tác dụng gây nên trệ. Vị thuốc có tính kích ứng hay là có tác dụng phụ chế với gừng nó cũng giảm. Và đối với bán hạ chúng ta sẽ nhớ một câu là bán hạ úy sinh khương, tức là gừng hay là sinh khương thì nó sẽ giảm bớt tính kích ứng cho bán hạ. Đây chúng ta xem bảng phân tích hai vị thuốc là bán hạ và thuộc địa đây. Bán hạ sau khi chế với gừng thì nó sẽ làm giảm cái tính kích ứng, tức là mất mất vị ngứa đấy. Rồi ngoài ra nó còn làm cho vị thuốc tăng thêm tính ấm. Và gừng thì quy kinh và tỳ vị, cho nên là nó sẽ hiệp đồng tác dụng với bán hạ và quy kinh tỳ vị. Và vì vậy mà cái tác dụng mà quy kinh tỳ vị của bán hạ được tăng lên, tức là tác dụng giảm nôn tốt hơn. Đối với vị thuộc địa thì là giống như là ở phần đầu cô cũng nói rồi, trước khi bào chế nó sẽ là vị sinh địa và tác dụng của nó khác hơn nhiều so với sau khi bào chế là vị thuộc địa. Đây, từ vị thuốc thanh nhiệt lương huyết sinh tân dịch thì chuyển sang bổ âm bổ huyết và sinh tân dịch. Phụ liệu thứ ba là muối ăn. Và muối ăn thì của chúng ta thấy có tên rất đẹp, bạch diêm và tuyết diêm. Nếu như chế biến với muối thì chúng ta sẽ có cái tên gọi là phương pháp diêm chế. Trong thành phần của muối thì chúng ta đều biết là có natri clorid, NaCl, ngoài ra thì còn có rất nhiều các nguyên tố vi lượng. Khi chế biến vị thuốc với muối nó sẽ làm mà tăng tác dụng dẫn thuốc vào thận và hạ tiêu cho vị thuốc. Ngoài ra thì muối có tác dụng nhuyễn kiên và nó tự bảo quản vị thuốc, tức là làm mềm các khối cứng rắn ở trong cơ thể, rồi nó có tác dụng bảo quản. Và ngoài ra khi chế biến với ăn thì nó sẽ bổ sung thêm một số các chất các yếu các nguyên tố vi lượng cho vị thuốc. Đây chúng ta sẽ xem hình ảnh của một số vị thuốc chế với muối. Đấy là các vị thuốc nằm trong nhóm thuốc bổ thận dương như là cẩu tích này, đỗ trọng, tục đoạn và ba kích. Đỗ trọng và ba kích sau khi mà chế biến với muối thì đều tăng tính quy kinh thận. Đối với đỗ trọng thì tăng tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt. Đối với ba kích thì là tăng tác dụng bổ thận dương. Một liệu thứ tư là giấm. Giấm ở đây là chúng ta sẽ chọn là giấm thanh, tức là nó trong và nó có mùi thơm ngọt. Trong thành phần của giấm thì lượng axit acetic chiếm từ 45%, và điểm này chúng ta cũng lưu ý chỉ từ 45% thôi. Và một điểm đặc biệt nó làm nên đặc tính của giấm đấy là trong giấm có một số men, và các men này thì nó rất là tốt, có một số men rất là quý, và các men này nó sẽ
giải thích cho cái tính chất mà lý khí tiêu thủng giảm đau của giấm khi sử dụng phương pháp chế biến giấm hay còn gọi là thố chế thì nó sẽ có tác dụng dẫn thuốc vào kinh can đờm. Ngoài ra thì có tăng tác dụng hành khí hoạt huyết giảm đau cho vị thuốc. Và trong trường hợp mà khi mà dùng giấm để làm để sử dụng phương pháp như phương pháp tôi chẳng hạn thì nếu đun xong những cái giấm đấy thì nó sẽ được sử dụng cho một số vị thuốc như là vỏ sò, rồi ngoài ra thì nó cũng cũng thể sử dụng làm dịch ngâm. Và trong khi là sử dụng làm dịch ngâm thì chúng ta sẽ cũng để ý đến là nó sẽ làm cho môi trường ngâm có tính axit. Giấm thì quy kinh can. Đây chúng ta lại xem một số dữ liệu chế biến giấm đây. Và phương pháp chế giấm thì cô nhắc lại là phương pháp thố chế. Lúc nãy thì cô đã nói sơ qua về vị thuốc xài hồ. Chế biến giấm thì có tính dáng. Và chúng ta sẽ xem bảng phân tích ở dưới này. Xài hồ là vị thuốc mà nằm trong nhóm thuốc giải biểu. Nó có vị đắng và tính gây hàn, quy vào các kinh là can đờm, tâm bào và tam tiêu. Khi chế với rượu thì nó sẽ làm tăng tác dụng thăng xương khí, còn khi chế với giấm thì nó tác dụng giáng, tức là có tác dụng xô can giải uất, và dùng khi can khí uất trệ gây hoa mắt, chóng mặt, đau sức, đau nhức hai sườn, kinh nguyệt không đều và có kinh đau bụng. Tương tự như vậy vị hương phụ cũng vậy. Khi chế với giấm thì nó sẽ làm cho vị thuốc hương phụ thơm hơn và tăng tính quy kinh can, tức là tăng tác dụng hành khí giải uất. Phụ liệu thứ năm là đậu xanh. Đậu xanh thì là một phụ liệu thực ra lại rất ít sử dụng, nhưng mà cũng giới thiệu để chúng ta có thể tham khảo. Trong thành phần của đậu xanh thì nó có hai phần, phần vỏ của nó chứa rất nhiều flavonoid, và ngoài ra còn có tannin và cái chất béo. Và đặc biệt là chúng ta nhớ rằng là cái flavonoid có trong vỏ hạt này thì nó có tác dụng giải độc rất là tốt. Vì vậy mà bây giờ là chúng ta thấy rằng có xu hướng là ăn đậu xanh cả vỏ. Khi sử dụng làm phụ liệu thì nó sẽ làm giảm bất độc tính cho một số vị thuốc, và trong một số trường hợp để nó giúp cho cơ thể giải độc và tăng tác dụng bổ dưỡng, do thành phần hạt của nó chứa rất nhiều lipid, protein và các chất khoáng và vitamin. Thế nhưng mà thực ra thì nó cũng ít khi sử dụng, và có mỗi dược liệu mã tiền là dùng phụ liệu là đậu xanh. Phụ liệu thứ sáu là nước vo gạo. Ở nước vo gạo này chúng ta đều biết là nó có các vitamin nhóm B, và vì vậy mà nó sẽ làm tăng tác dụng kiện tỳ, kích thích tiêu hóa cho vị thuốc chế biến nước vo gạo này. Và ngoài ra thì nếu mà sử dụng làm dịch ngâm thì nó sẽ làm giảm bớt tính táo, tính nhiệt hoặc là tính độc của vị thuốc. Thế nhưng mà cũng phải lưu ý là khi làm ngâm thì nó là một phụ liệu mà có pH thay đổi. Ví dụ như chúng ta thấy là nước vo gạo buổi sáng thì bình thường, nhưng mà đối với nhưng mà để sang buổi chiều thì nó lúc đấy lại là thành pH axit, nó đã bị chua. Đây là hình ảnh của một số dược liệu mà chế nước vo gạo. Bạch chuột và thương chuột là hai vị thuốc mà có chứa nhiều tinh dầu và có tinh giáo. Khi chế với nước vo gạo nó sẽ làm giảm tinh giáo cho hai vị thuốc này. Hoàng nàn là vị thuốc mà có độc tính, chế nước vo gạo thì nó sẽ làm giảm độc tính. Còn hà thủ ô là vị thuốc mà nó có chứa rất nhiều tannin, khi sử dụng nước vo gạo để làm dịch ngâm thì nó sẽ tannin này nó sẽ hòa tan bớt ở trong nước vo gạo và nó làm cho vị thuốc bớt tính chát. Phụ liệu thứ bảy là sữa. Hiện nay thì sữa ngày trước thì sữa hay được sử dụng, thế nhưng mà hiện nay thì ít được sử dụng, bởi vì là nó cũng tăng nó đắt tiền, nó tăng chi phí cho vị thuốc.
Trong sữa thì có các vitamin, các khoáng chất và đặc biệt là các axit amin. Vì vậy mà chế biến sữa thì nó sẽ làm giảm tính táo và tăng tác dụng dưỡng huyết và dưỡng thuốc bột tỳ cho vị thuốc. Bạch Linh và Hoài Sơn là hai vị thuốc mà có thể được chế biến với sữa. Phụ liệu thứ 8 là mật ong. Trong thành phần của mật ong thì có đường, có axit hữu cơ, các vitamin và đặc biệt là một số men rất là tốt, ví dụ như menilaza hay amilaza. Các men này thì nó rất đặc biệt bởi vì là nó giúp trợ cho nó sẽ giúp cho cơ thể trong một số trường hợp giải độc này, rồi nhuận tràng này, rồi bổ sung nhuyễn tỳ này, thì đấy, những tính chất này nó sẽ làm đặc trưng cho tính chất của mật ong. Và vì vậy mà khi mà sử dụng mật ong làm phụ liệu thì nó sẽ phối hợp làm tăng tác dụng kiện tỳ của bổ khí cho vị thuốc, rồi tăng tác dụng nhuận bổ này, làm cho vị thuốc có vị ngọt, mùi thơm. Và ngoài ra thì nó có thể sử dụng riêng như một vị thuốc mà có thể chữa các bệnh đường ruột, ví dụ chúng ta thấy có viên nghệ mật ong chữa bệnh đau dạ dày. Để chế mật ong thì các nhóm thuốc như thuốc bổ khí kiện tỳ rồi thuốc chữa ho là hai nhóm thuốc mà hay được sử dụng chế với mật ong. Đây chúng ta xem phân tích của vị hoàng kỳ và bạch chuột là hai vị thuốc mà được chế biến với mật ong. Khi chế mật ong thì hoàng kỳ tăng được thêm tác dụng bổ khí và bạch chuột tăng tác dụng kiện tỳ, kiện vị và tiêu thực. Phụ liệu thứ 9 là hoàng thổ và bích thổ. Chúng ta nhìn hình ảnh chúng ta thấy hoàng thổ là đất sét và bích thổ là đất vách. Hai phụ liệu này thực ra bây giờ cũng ít khi dùng nhưng mà cô cũng giới thiệu để chúng ta có thể tham khảo. Trong thành phần của nó thì chủ yếu là các chất vô cơ, ngoài ra đối với bích thổ thì còn có các muối sắt. Sử dụng hai vị này làm phụ liệu thì nó sẽ làm tăng thêm tác dụng kiện tỳ hòa vị hoặc là bổ sung thêm một số nguyên tố vô cơ cho vị thuốc. Ví dụ như là bạch chuột và hoài sơn là hai vị thuốc nằm trong nhóm thuốc bổ khí kiện tỳ sử dụng phụ liệu là hoàng thổ và bích thổ. Phụ liệu thứ 10 là nước đỗ đen. Thành phần đậu đen phần hạt của nó thì có các protein và các axit amin, trong đó cũng có một số axit amin quý như là lysine chẳng hạn, rồi đặc biệt là phần vỏ của nó thì nó chứa chất màu tím là anthocyanin, và bây giờ thì người ta phát hiện rằng chất anthocyanin này nó có tác dụng chống oxy hóa rất là tốt. Chúng ta sẽ đợi một chút thành phần là anthocyanin và theo một số tài liệu mới bây giờ thì anthocyanin này nó có tác dụng rất là tốt trong việc chống oxy hóa cho cơ thể, và vì vậy mà đậu đen có thể nói là cũng có thể sử dụng như một vị thuốc, nó có tác dụng bổ thận, bài độc, bổ âm, thanh thấp nhiệt. Khi sử dụng nước đậu đen làm phụ liệu thì nó sẽ làm tăng tác dụng dưỡng thuốc và kinh thận. Ngoài ra thì nó làm giảm bậc tính cho một số vị thuốc. Và vì trong thành phần hạt của nó có các axit amin và protein cho nên nó sẽ tăng tác dụng bổ dưỡng. Và nói đến nước đậu đen thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến việc là dược liệu là chế cùng đấy là hạt đậu ô. Ngoài hạt đậu ô thì còn có phụ tử mã tiền, nhưng mà thực ra là rất ít khi người ta sử dụng, mà chủ yếu chế với đậu đen là hạt đậu ô. Phụ liệu thứ 11 là nước cam thảo. Trong thành phần của cam thảo thì có saponin và glycyrrhizin, và saponin này thì nó có đặc điểm mà nó có tác dụng giảm độc, giải độc rất là tốt, có thể là nói là đứng đầu bảng cho việc giải độc cho cơ thể.
Ngoài ra thì còn có đường, tinh bột và các chất nhựa. Và bình thường thì cam thảo sẽ được dùng như là một vị có tính sứ ở trong các bài thuốc. Và vì vậy mà khi sử dụng làm phụ liệu thì nó có tác dụng là tăng dẫn thuốc vào 12 đường kinh. Đấy là điểm đặc biệt của cam thảo. Ngoài ra thì nó có thể tăng tác dụng nhuận bổ, kiện tỳ ích khí cho vị thuốc. Và đặc biệt là nó có thể hiệp đồng tác dụng để trị ho, trị viêm loét dạ dày. Ngoài ra thì nó có tác dụng giảm độc tính và giảm tính mãnh liệt của các vị thuốc. Một số dược liệu chế cam thảo như là uống thuốc long đờm, bổ và thuốc độc. Chúng ta sẽ được một số dược liệu chế cam thảo, đấy là nhóm thuốc long đờm, thuốc bổ hoặc là một số vị thuốc độc. Phụ liệu thứ 12 là phèn chua. Chúng ta đây là công thức của phèn chua. Chúng ta đều biết phèn chua có công thức là nhôm sulfat, và đặc biệt ở trong này thì phân tử nó ngậm rất nhiều nước. Ở trong công thức chúng ta thấy là ngậm những 24 phân tử nước. Và vì vậy mà khi mà loại hết nước ở đây đi thì chúng ta sẽ có một vị thuốc mà có tên gọi là phèn phi. Điểm đặc biệt của phèn chua ở đây là nó sẽ giúp cho định hình các vị thuốc. Tính chất này chúng ta thấy rõ, rất là rõ rệt qua kinh nghiệm dân gian. Ví dụ như chúng ta làm các món mứt chẳng hạn, nếu chúng ta không ngâm trước với phèn chua hoặc nước vôi thì là khi chúng ta đảo là nó sẽ vỡ nát hết. Và vì vậy mà khi làm mứt ấy, thì bao giờ người ta cũng phải ngâm với phèn chua hoặc là nước vôi. Rồi phèn chua cũng có một tác dụng nữa là nó loại bỏ các chất nhầy cho một số vị thuốc và tăng tác dụng sát khuẩn. Nếu dùng làm dịch ngâm thì chúng ta cũng lưu ý rằng là môi trường ngâm của phèn chua nó sẽ có môi trường axit. Như vậy là các vị thuốc mà chứa nhiều tinh bột thì sẽ sử dụng phèn chua, bởi vì là nó sẽ giúp cho định hình các vị thuốc được tốt hơn, rồi có tính chất loại bỏ các chất nhầy sát trùng. Cho nên là một số vị thuốc mà có chất nhầy như là hoài sơn tươi, rồi các vị thuốc mà nằm trong nhóm thuốc hóa đờm trị ho thì sẽ sử dụng phèn chua làm phụ liệu. Phụ liệu thứ 13 là nước vôi. Nước vôi thì nó cũng có đặc điểm giống phèn chua, đấy là nó giúp cho định hình vị thuốc rất là tốt. Và vì công thức của nó là canxi hydroxit thì chúng ta thấy ngay rằng môi trường của nó sẽ là môi trường kiềm. Nói đến môi trường kiềm bởi vì là khi chúng ta sử dụng dịch ngâm thì chúng ta sẽ cân nhắc xem là cái thành phần hóa chất ở trong vị thuốc nó có phản ứng có bị phân hủy trong môi trường kiềm hay không. Và vì vậy mà các vị thuốc mà chứa nhiều tinh bột có vị ngứa thì đã sẽ sử dụng nước vôi làm phụ liệu, bởi vì nó sẽ giúp cho định hình vị thuốc và nó giảm ngứa cho vị thuốc. Phụ liệu thứ 14 là sa nhân. Trong thành phần hóa của sa nhân có tinh dầu, có chất cay, có chất nhựa và tinh bột. Và sa nhân có thể làm vị thuốc mà nó nằm ở trong hai nhóm, nhóm thuốc ôn chung và nhóm thuốc kiện tỳ hóa thấp. Và nhóm thuốc hóa thấp ấy. Và vì vậy mà khi sử dụng sa nhân làm phụ liệu thì nó sẽ làm tăng tác dụng dẫn thuốc vào kinh tỳ vị, và ngoài ra vì nó có tính ôn cho nên là nó sẽ làm tăng thêm tính ấm cho vị thuốc, giảm bớt tác dụng gây nê trệ của vị thuốc.
Như vậy các vị thuốc thuộc nhóm thuốc bổ âm sẽ hay được chế biến sang nhân bởi vì nó sẽ làm giảm bớt cái tác dụng gây nên trệ sinh do các vị thuốc này nó chứa nhiều ở dịch, nó khi sử dụng trong thời gian dài nó sẽ gây nên trệ và vì vậy người ta phải chế biến sang nhân. Rồi vị thuốc có tính hàn như là khi chế sinh địa thành thuốc địa người ta cũng sử dụng đến phụ liệu là sa nhân. Phụ liệu thứ 15 là mẫu lệ và kiều khổng. Nếu chúng ta nhìn hình ảnh chúng ta thấy rằng kiều khổng là một vị thuốc mà nó hơi giống như mẫu lệ, chỉ có điều là trên bề mặt của nó sẽ có các lỗ khí, kiểu là chín và bình thường là nó sẽ có 9 lỗ khí. Nhưng tuy nhiên thì có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn số lượng này. Trong thành phần của mẫu liệu kiều khổng này thì nó có các muối vô cơ, nó có nguồn gốc từ biển và các nguyên tố vi lượng, và người ta xếp mẫu liệu kiều khổng này trong nhóm thuốc cố sáp, cố tinh sáp niệu. Khi sử dụng mẫu liệu kiều khổng làm phụ liệu thì thường người ta sẽ sử dụng trong trường hợp làm chất trung gian để sao, bởi vì nó sẽ làm khô các chất kết dính và hấp phụ một số vị thuốc mà có mùi khó chịu như là các cao động vật. Đây trong trường hợp như sao các cao động vật hoặc là sao a dao, sao lưng nhím này thì nó sẽ hấp phụ mùi và nó sẽ làm tăng hấp phụ các chất kết dính không bị bám vào chảo và gây cháy. Và đấy là cô đã giới thiệu xong phần phụ liệu, giới thiệu chủ yếu là các phương pháp bào chế cổ truyền, đấy là phương pháp hỏa chế, thủy chế và thủy hòa hợp chế. Thế mà tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ tham khảo qua các phương pháp chế biến sơ bộ. Thế nào gọi là phương pháp chế biến sơ bộ? Đấy là các phương pháp mà sơ chế sau khi thu hoạch để tạo thành các nguyên liệu thô có thể bảo quản được lâu dài. Và chế biến cổ truyền là chế biến theo các phương pháp khác nhau đã được ghi lại trong y văn trên cơ sở lý luận của y học cổ truyền, tức là có thể áp dụng các phương pháp, các lý luận về ngũ hành này, về học thuyết âm dương, học thuyết tản tượng này. Và đặc biệt chế biến cổ truyền có thể chế là phương pháp chế biến mà theo kinh nghiệm riêng của mỗi thầy thuốc. Tuy nhiên là cái kinh nghiệm riêng này phải được kiểm chứng trên thời gian và trên số lượng bệnh nhân. Ví dụ như là chúng ta thấy có các bài thuốc gọi như là bài thuốc gia truyền ấy. Thì bài thuốc gia truyền này thì nghĩa là được truyền từ đời nọ qua đời kia qua một thời gian rất là dài và trên một số lượng đông của bệnh nhân thì mới lúc đấy mới gọi là theo kinh nghiệm riêng. Ở phương pháp chế biến sơ bộ này thì chúng ta sẽ thấy có cách làm nó tương tự như là phần làm sạch nguyên liệu của chúng ta. Đấy đấy là việc giai đoạn đầu tiên là làm sạch dược liệu bằng cách là loại bỏ các tạp chất này. Đây chúng ta xem hình ảnh vị kim thiền thảo. Khi thu hoạch thì là cây tươi này, còn rễ này, và sơ chế thì thường lúc đấy người ta đã phơi khô cắt thành khúc. Rồi sắn dây cũng vậy, sơ chế thì lúc đấy thì người ta đã chia nhỏ ra thành khúc. Rồi vị hoài hoa khi thu hái thì nó còn có thể là có rất nhiều hoa đã nở thì kèm. Sơ chế xong thì người ta sẽ giữ lại những phần nụ hoa. Và sau khi mà rửa sạch dữ liệu xong thì một phần một quan trọng trong phần này mà cô cũng đã nói từ phần đại cương, đấy là loại bỏ các bộ phận không có tác dụng. Và chúng ta xem hình ảnh của một số vị thuốc, vị bạch môn này, vị kim anh này, bổ hạt, thiền thoái này, ở đầu, ở chân, ở răng,
ô đầu này, trước khi sơ chế và sau khi sơ chế. Ở đây sau khi sơ chế chúng ta thấy nó giống củ ấu, cho nên người ta hay gọi là củ ấu tàu vậy. Và chúng ta cũng lưu ý là phần phụ tử, để chế biến phụ tử thì người ta sẽ chọn phần củ nhánh nhé, củ con nhé. Tức gọi là củ cái thì chỉ sử dụng dùng ngoài, và các củ con này mới được chế biến thành vị thuốc phụ tử. Bằng phần tiếp theo quan trọng, tức là tách các bộ phận tùy theo cái mục đích sử dụng, mà mình sẽ tách các bộ phận khác nhau ra, tức là lựa chọn các bộ phận đúng như là mục đích sử dụng. Đây chúng ta xem vị thuốc ma hoàng có phần thân và phần rễ có tác dụng trái ngược nhau, chắc bách cũng vậy. Lá thì chỉ huyết, của ba tự nhân thì có tác dụng an thần, câu kỳ cũng vậy. Kỳ tử là hoạt huyết, và địa cốt bì tác dụng là thanh nhiệt lương huyết. Ở sau giai đoạn làm sạch dược liệu thì đến giai đoạn thứ hai của sơ chế, đấy là làm khô, tức là làm sạch xong thì chúng ta phải phơi khô hoặc là sấy khô. Nếu như phơi thì có thể lựa chọn là một trong hai phương pháp là phơi dưới nắng hoặc là phơi âm can. Và chúng ta đều biết là phơi âm can sẽ được sử dụng trong một số trường hợp mà các dược liệu của chúng ta có chứa nhiều tinh dầu rồi, hoặc có thể là sử dụng các phương pháp như phương pháp sấy. Ở phương pháp sấy này thì có một ưu điểm là chúng ta có thể khống chế được nhiệt độ, tức là có thể lựa chọn được nhiệt độ tùy theo dược liệu và có thể tăng nhiệt độ một cách từ từ. Đầu tiên là sấy nhiệt độ thấp, sau đó tăng dần đến cao. Các phương pháp phơi của chúng ta đây có ba phương pháp là phơi nắng này, rồi phơi âm can và phơi xương. Phơi xương là phương pháp mà chỉ áp dụng cho một số vị thuốc theo kinh nghiệm của lương y, như là phơi húng chanh và bọ mắm để chữa ho. Để phơi dưới nắng thì có thể người ta có thể trải một diện tích lớn ở sân này, hoặc làm các giàn này, hoặc làm các khay. Phơi âm can thì người ta có thể buộc thành từng túm rồi treo ở nơi thoáng gió, hoặc là dựng ở trong hành lang. Phơi xương đây. Phương pháp sấy thì thường là phải dùng một tủ sấy và trong đó có các khay. Ngoài ra thì có thể dùng phương pháp sấy bức xạ, tức là chiếu tia bức xạ vào dược liệu, và các bức xạ này có thể là các đèn hồng ngoại hoặc là các điện trở. Tuy nhiên là hiệu suất của nó rất là thấp, và vì vậy mà ít sử dụng, chúng ta cũng tham khảo thôi. Có một phương pháp sấy cũng đặc biệt, đấy là sấy thăng hoa hay là sấy đông khô. Phương pháp này có ưu điểm là nó vẫn giữ nguyên được mùi vị, và vì vậy mà người ta hay sử dụng trong trường hợp sấy hoa quả, sấy khô hoa quả đấy. Thế tuy nhiên là nó phải có thiết bị, và cái thiết bị cũng tương đối phức tạp, đắt tiền. Và vì vậy mà chúng ta đối với dữ liệu chúng ta thì ít sử dụng, chúng ta chỉ tham khảo. Và phần quan trọng ở trong phương pháp này đấy là phương pháp chế biến cổ truyền. Ở phương pháp chế biến cổ truyền này thì có ba nhóm phương pháp mà chúng ta cần phải nắm, đấy là hỏa chế, thủy chế và thủy hỏa hợp chế. Ngoài ra thì có một số phương pháp khác không xếp vào trong ba phương pháp trên. Phương pháp hỏa chế thì gồm 7 phương pháp mà cô đang cho sơ đồ ở trên. Chúng ta sẽ tham khảo từ phương pháp 1. Thứ nhất là phương pháp sao. Ở phương pháp sao thì lại còn chia làm hai loại là sao gián tiếp và sao trực tiếp. Chúng ta nghe tên chúng ta có thể đoán được là gián trực tiếp, nghĩa là sẽ vật liệu của chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với những nguồn nhiệt ở trên dụng cụ sao. Còn lại phương pháp sao gián tiếp là sẽ sử dụng một phụ liệu trung gian để truyền nhiệt. Đây chúng ta sẽ nhìn hình ảnh của phương pháp sao trực tiếp, tức là sẽ truyền nhiệt trực tiếp qua dụng cụ sao.
Phương pháp thứ nhất là phương pháp sao qua. Phương pháp sao qua này nhiệt độ thấp và thời gian rất là ngắn, thường sử dụng cho các dược liệu mà có cấu trúc mỏng manh hoặc là các dược liệu chứa nhiều tinh dầu. Đây chúng ta sẽ xem hình ảnh một số vị thuốc bào chế bằng phương pháp như sau: bè hoa này, kim ngân hoa, ngải cứu này. Bè hoa là một vị thuốc mà cô cũng nói từ phần đầu, tức là trong khi thu hái về thì nó rất dễ bị phân hủy bởi các men, và chính vì vậy mà người ta sẽ sử dụng phương pháp pi sao nhằm mục đích là nó làm ổn định hoạt chất của bè hoa. Với vị kim ngân là chúng ta thấy rằng là nó đặc biệt bởi vì là trên một cây có cả hoa màu vàng và màu trắng, và vì vậy mà chúng ta nên chọn màu trắng hay màu vàng, và chúng ta sẽ đọc tài liệu kỹ nhé. Ngải cứu đấy là những vị thuốc mà hoa lá sử dụng phương pháp vi sao. Phương pháp sao vàng để dùng lửa nhỏ vào thời gian sao lâu, đến khi mà mặt ngoài vị thuốc có màu vàng, mặt trong vị thuốc vẫn có màu nguyên liệu. Phương pháp này thì nó sẽ làm cho vị thuốc thơm hơn, giảm bớt tính hàn cho vị thuốc. Đây là hình ảnh của một số vị thuốc bào chế bằng phương pháp sao vàng. Đây là vị hoài sơn này, vị ý dĩ này, cát cánh. Đây là bảng phân tích của ba vị thuốc trước khi bào chế và sau khi bào chế bằng phương pháp sao vàng. Hoài sơn sau khi sao vàng xong thì nó sẽ có màu vàng, tuy nhiên là nó hơi vụn và nó tăng thêm mùi thơm và tăng màu vàng, vì vậy nó tăng thêm tính quy kinh tỳ. Ý dĩ sau khi sao thì cũng có màu vàng, cũng có mùi thơm và nó cũng tăng được tính quy kinh tỳ vị. Cát cánh sau khi sao vàng nó cũng chuyển sang màu vàng, và sao vàng sẽ làm tăng thêm tính ấm cho cát cánh, vì vậy mà tăng thêm tác dụng chữa ho. Phương pháp sao vàng hạ thổ thì sẽ gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sao vàng giống như là phương pháp sao vàng, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn hạ thổ, tức là người ta sẽ chuẩn bị là đất đã rải giấy báo sẵn, hoặc là người ta sẽ đào một cái hố, và sau khi sao vàng xong thì người ta sẽ đổ đổ dược liệu vào trong hố đã chuẩn bị sẵn đấy, mục đích là nó sẽ cân bằng âm dương cho vị thuốc, tức là khi sao này thì độ dương, độ nóng đang cao, khi đổ xuống thì tiếp xúc với âm và nó sẽ làm cân bằng. Và nếu như nhìn thấy góc độ khoa học của chúng ta thấy rằng là nó sẽ làm cho cái vị thuốc nó hạ nhanh nhiệt độ, và vì vậy nó giảm bớt cái tác dụng bất lợi cho vị thuốc. Phương pháp tiếp theo là sao vàng xém cạnh hay là sao vàng trái cạnh. Dùng lửa to và khi chảo thật nóng thì mới cho thuốc vào, đảo chậm. Khi thấy mặt ngoài, các cạnh ở mặt ngoài cháy xém nhưng màu ruột thuốc vẫn còn giữ nguyên. Phương pháp này sẽ áp dụng cho một số vị thuốc mà có mùi tanh, vị chua hoặc là vị chát. Đây là hình ảnh của một số vị thuốc mà bào chế bằng phương pháp sao trái cạnh đây, chúng ta xem. Chỉ thực, chỉ xác và thăng ma. Phương pháp tiếp theo là phương pháp sao đen. Ở phương pháp sao đen này cũng phải để lửa già chảo thật nóng, xong rồi đảo đến khi bên ngoài cháy đen và bên trong bẻ ra còn màu vàng. Chúng ta sẽ nhớ câu rằng là đen chỉ huyết, và vì vậy phương pháp sao đen này mục đích là làm tăng tác dụng tiêu thực cầm tả chỉ huyết cho vị thuốc. Ngoài ra nó có tác dụng giảm bớt tính mãnh liệt cho một số vị thuốc mà có tính chất mãnh liệt, ví dụ như là binh lang này. Để chúng ta đã xem bảng phân tích ba vị thuốc này: táo nhân, hoàng cầm và binh lang. Ở vị táo nhân thì có một điểm đặc biệt là khi mà dùng sống thì nó có tác dụng là trị chứng ngủ nhiều,
tức là nó có thể gây mất ngủ. Thế nhưng mà sau khi bào chế bằng phương pháp soda đen xong thì tác dụng của nó lại ngược lại hoàn toàn. Đấy là tác dụng là đó của nó lại là điều trị mất ngủ. Vị hoàng cầm sau khi sao đen xong để tăng tác dụng chỉ huyết, còn vị binh lang sau khi sao đen xong nó sẽ giảm vị chát và giảm bớt tính mãnh liệt. Binh lang là vị thuốc trong nhóm thuốc chữa run sán và tác dụng trị run sán của nó cũng tương đối là mạnh, không ít khi dùng được cho người già hoặc là trẻ em. Nhưng mà sau khi sao đen xong thì nó giảm bớt tính mãnh liệt, có thể sử dụng cho trẻ em hoặc cho người già. Phương pháp sao cháy tương tự như là phương pháp sao đen, để lửa to chảo thật nóng nhưng mà để dược liệu cho dược liệu cháy đen cho cái khói lên nhiều và rồi đấy bắc xuống úp vung để nguội cho cái màu đen nó thấm sâu vào trong, mặt ngoài màu đen và bên trong vị thuốc cũng có màu nâu đen. Đây là hình ảnh của một số vị thuốc bào chế bằng phương pháp sao cháy: đan sâm, hải hòa và sơn tra. Phương pháp sao tiếp theo là sao gián tiếp. Tùy theo từng phụ liệu mà chúng ta sẽ có tên của phương pháp theo các phụ liệu, như là sao cách cán này, sao cách cát này, sao cách hoạt thạch này và sao cách văn cát. Phương pháp sao cách cán làm tăng tác dụng kiện tỳ hòa vị do cám có các vitamin nhóm B và nó sẽ làm tăng hấp thu vitamin nhóm B cho vị thuốc. Ngoài ra là nó có tác dụng là rút bớt tinh dầu của vị thuốc. Và vì vậy mà các vị thuốc mà nằm trong nhóm thuốc kiện tỳ, bổ khí hoặc là các vị thuốc mà có nhiều tinh dầu sẽ sử dụng phương pháp này. Đây là bảng phân tích ba vị thuốc bạch chuột, hoài sơn và chỉ thực trong phương pháp sao cám. Bạch chuột sau khi sao cám thì nó có màu vàng nâu, có mùi thơm của cám và tăng tác dụng kiện tỳ vị. Hoài sơn sau khi sao cám xong thì cũng có mùi thơm của cám và thể chất thì khô giòn, tăng tác dụng kiện tỳ chỉ tà. Chỉ thực sau khi sao cám cũng có mùi thơm đặc biệt của cám và nó làm tăng tác dụng hóa khí tiêu tích cho chỉ thực. Với phương pháp sao cát thì nó có đặc điểm là nhiệt độ sao rất là cao, đến 300 độ. Và một điểm đặc biệt nữa của phương pháp sao cát đấy là nó sẽ phân bố nhiệt đồng đều trên bề mặt vị thuốc, bởi vì là nó phương pháp này sử dụng cát này, nó là những cái hạt nhỏ và cái hạt nhỏ này nó sẽ phân chia đều trên bề mặt vị thuốc và nó làm cho vị thuốc bị cháy trong trường hợp sao một số vị như là xuyên sơn giáp và mã tiền. Đây chúng ta xem hình ảnh của vị thuốc. Đây là bảng phân tích các vị thuốc sau khi sao với cát. Xuyên sơn giáp trước khi bào chế là một vị thuốc mà nó có vảy cứng màu xám. Sau khi mà sau với cát xong thì lớp vảy này sẽ chuyển sang màu vàng đậm, khô giòn và chúng ta có thể nghiền thành bột. Mã tiền sau khi sao cát thì nó sẽ giảm bớt độc tính, và vị tím anh sau khi sao cát thì nó cũng giảm bớt vị chua chát. Phương pháp sao cách văn cát và hoạt thạch được áp dụng mà khi mà sao các vị thuốc dẻo dính và các vị thuốc có nguồn gốc từ động vật, bởi vì nó sẽ chống dính và giảm bớt mùi tanh cho vị thuốc. Ngoài ra thì có một số phương pháp hỏa chế khác như là phương pháp nung này, phương pháp chế xương. Phương pháp chế xương thì cô cũng nói sơ qua thì lúc đầu tiên. Bây giờ chúng ta xem hình ảnh của thạch tín chế xương.
Đối với phương pháp hỏa phi thì cách làm nó cũng giống như là phương pháp sao. Thế nhưng mà tên hỏa phi này là áp dụng cho các dược liệu là khoáng chất ngậm nước. Ví dụ như chúng ta sẽ có phương pháp chế phèn chua thành phèn phi thì sử dụng phương pháp hỏa phi. Rồi phương pháp lùi là phương pháp mà bọc bên ngoài dược liệu một lớp giấy ẩm hoặc là bột hổ rồi vùi vào trong cho nóng hoặc là hơ trực tiếp trên lửa đến khi lớp bột ngoài cháy đen, người ta sẽ để nguội và bóc lấy dược liệu đem dùng. Phương pháp này mục đích là sẽ thu hút bớt dầu vào trong vị thuốc và giảm bớt tính mãnh liệt cho vị thuốc. Rồi phương pháp đốt rượu cồn. Phương pháp này thì sẽ làm cho vị thuốc mà có nguồn gốc từ động vật sạch lông và tăng mùi thơm và giảm mùi tanh, giúp cho vị thuốc bảo quản hơn. Chúng ta nên nhìn thấy hình ảnh đây là gạc hiu hay là sừng hiu nai. Để bảo quản thì người ta sẽ sử dụng phương pháp đốt rượu cồn. Đấy là nhóm phương pháp hỏa chế. Nhóm phương pháp thứ hai là nhóm phương pháp thủy chế. Ở phương pháp thủy chế này sẽ sử dụng nước và dịch vụ liệu ở nhiệt độ thường với ba cơ chế là hòa tan, thủy phân và lên men. Tức là khi ngâm dược liệu trong nước và dịch vụ liệu thì một số thành phần mà có tác dụng phụ gây tác dụng phụ cho vị thuốc nó sẽ hòa tan, nó sẽ thủy phân hoặc là theo có cơ chế lên men. Ví dụ như là vị như là tan lanh ở trong H2O sẽ hòa tan trong nước vo gạo này, rồi aconitin ở trong ô đầu sẽ bị thủy phân thành aconin trong khi mà chúng ta ngâm trong nước đảm ba này. Và trong một số trường hợp thì sẽ là lên men, ví dụ như là ủ ủ dư địa hoàng thành sinh địa chẳng hạn, thì người ta sẽ chỉ không dùng phương pháp ngâm, người ta dùng phương pháp ủ, tức là chỉ tưới một ít phụ liệu hoặc là nước lên trên bề mặt dược liệu, sau đó thì ủ một thời gian để cho lên men. Phương pháp thủy chế thì gồm có bốn phương pháp, và chúng ta sẽ xem từng phương pháp một nhé. Ở phương pháp tẩy dừa thì chúng ta sẽ sử dụng cách này giống như là tương tự như là sơ chế, trong đó tẩy thì là hơi khác một chút, là sẽ là dùng rượu ngâm hoặc tẩm một vị thuốc từ 5 đến 10 phút. Đối với phương pháp ngâm, cách làm sẽ là ngâm ngập dược liệu trong nước và dịch vụ liệu. Ở phương pháp ngâm này thì chúng ta sẽ lưu ý về độ pH của dịch vụ liệu. Ở phương pháp ủ này thì người ta hơi khác phương pháp ngâm một chút, tức là chỉ làm ướt dược liệu với nước hoặc dịch phụ liệu, sau đó thì đậy kín từ vài giờ đến vài ngày. Ví dụ như là ủ lên men trong chế sinh địa này, rồi là ủ để làm mềm như là trước khi thay phiến cam thảo tam thất thì người ta sẽ ủ để làm mềm, hoặc là ủ làm sạch, ví dụ như trong bào chế bát hạ, hoặc là trong trường hợp như là bào chế gạc ngai thì người ta sẽ ủ với sinh khương. Đây chúng ta xem hình ảnh của vị thuốc bào chế bằng phương pháp ủ. Tiếp theo đến phương pháp thủy phi là phương pháp mà tán dược liệu ở trong nước. Bình thường ấy, thì người ta sẽ sử dụng cối xay ở nghiền tán dược liệu ở nhiệt độ thường. Thế nhưng phương pháp thủy phi thì còn đặc biệt hơn, là người ta sẽ nghiền dược liệu ở trong nước. Sau khi nghiền xong thì người ta sẽ
gạn lên cái phần nước đục và cắn thì tiếp tục cho nước vào. Những cái phần nước đục đấy thì sau khi tổng hợp lại thì người ta sẽ để lắng một thời gian và đổ cái nước ở trên đi để thu được cái dược liệu mịn ở dưới. Nhóm phương pháp thứ ba là phương pháp thủy hòa hợp chế, nghĩa là phối hợp nước với lửa. Ở trong này thì có 6 phương pháp. Phương pháp đầu tiên là phương pháp chích hay là phương pháp tẩm sao. Tẩm vị thuốc với dịch phụ liệu, sau đó thì là phơi sấy khô và sao vàng. Phương pháp thứ hai là phương pháp chưng. Phương pháp chưng là phải sử dụng phương pháp cách thủy và trong một thời gian dài. Đây chúng ta sẽ xem nồi cách thủy đây. Dược liệu và phụ liệu sẽ cho vào nồi nhỏ này và ở giữa hai nồi sẽ là nước và người ta sẽ đun nhiệt ở nồi phía dưới. Phương pháp đồ thì là sẽ làm tương tự như chúng ta đồ xôi, tức là cho dược liệu vào chõ và cho hơi nước xuyên qua các lỗ thủng làm mềm dược liệu. Đây là bảng phân tích vị thuốc bán hạ và hạ thủ ô đã sử dụng phương pháp đồ. Phương pháp nấu thì rất là đơn giản, chỉ đun dược liệu với nước hoặc là dịch phụ liệu. Và phương pháp này thì hay được áp dụng được nấu cao. Phương pháp tôi là phương pháp mà được sử dụng bằng cách là đun vị thuốc ở nhiệt độ cao, sau đó thì nhúng vào nước hoặc là giấm hoặc là dịch phụ liệu nói chung. Phương pháp thủy bào là phương pháp mà hay sử dụng để tách vỏ các loại hạt bằng cách là đun sôi nước này, sau đó thì để một thời gian cho nước nguội xuống khoảng 60 đến 70 độ rồi cho dược liệu vào khuấy nhẹ. Ngoài ba phương pháp hỏa chế, thủy chế và thủy hòa hợp chế trên còn có một số phương pháp khác như là phương pháp rán dầu này hay phương pháp chế khúc. Phương pháp rán dầu là phương pháp sử dụng dầu thực vật rồi đun sôi rồi là cho dược liệu vào. Ví dụ như là phương pháp chế mã tiền, người ta sẽ sử dụng phương pháp rán dầu. Dầu và phần nhiệt độ cao nó sẽ làm giảm độc tính cho mã tiền. Rồi phương pháp chế khúc tức là chế thuốc với dạng khúc, dạng bánh đấy. Ở phương pháp này thì người ta sẽ làm bằng cách là người ta sẽ trộn bột dược liệu với bột mì và lượng bột mì lúc đấy cũng chiếm đến hơn 80%. Sau đó thì cho thêm chút nước ở nhào trộn rồi ép thành bánh rồi phơi khô. Ép thành bánh rồi để lên men đấy, để lên men bốc lên rồi sau đó thì phơi khô và khi dùng thì có thể sao vàng. Sau khi chế biến xong thì người ta có thể sử dụng ba phương pháp để phiên thuốc. Bên chúng ta thấy hình ảnh phiên chéo, phiên dọc và phiên ngang. Trong đó thì phiên chéo thì ai áp dụng cho các dược liệu mà đa số các dược liệu ví dụ như là cam thảo này, hoàng kỳ này, rồi là các dược liệu mà có nguồn gốc là thân là cành khác. Phiên dọc thì hay sử dụng cho bạch thược và phiên ngang thì hay sử dụng cho các loại củ. Đây là phương pháp phiên chéo là phương pháp hay được áp dụng nhất. Và tóm tắt được phần này thì chúng ta sẽ nhớ lại là chúng ta sẽ có hai phương pháp chế biến là chế biến sơ bộ và chế biến cổ truyền. Trong đó thì chế biến sơ bộ nghĩa là sơ chế để bảo quản, còn chế biến cổ truyền là áp dụng ba phương pháp là hỏa chế, thủy chế và thủy hòa hợp chế.
Tiếp theo là cô sẽ cho các em tham khảo bộ câu hỏi nhé.